Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách nấu món chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan là một loại đồ uống tuy đơn giản nhưng lại có công dụng tuyệt vời. Món chè này là sự kết hợp của 12 vị thảo dược, vừa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nâng cao sức khỏe và vừa có tác dụng rất tốt đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ. Đây là loại chè mà mọi người có thể ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon. Cách nấu món chè cũng rất đơn giản, bây giờ mình sẽ cùng thực hiện nhé. Đây là set chè dưỡng nhan 12 vị, hôm nay mình sẽ sử dụng để nấu chè. Set chè này thì hiện tại bên mình có bán sỉ và lẻ toàn quốc. Nếu như mọi người có nhu cầu muốn mua về để nấu kinh doanh hoặc nấu gia đình ăn thì có thể liên hệ vào số điện thoại ở bên dưới để đặt mua hàng nhé. Chè dưỡng nhan thì sẽ có 12 vị và trong đó sẽ có một vài vị mình cần phải ngâm với nước trước khi nấu khoảng tầm từ 5 cho tới 6 tiếng để các loại nguyên liệu này có thể nở mềm ra. Đây là tuyết yến thì mình sẽ cho vào trong bát tô lớn, sau đó đổ ngập nước và mình ngâm để cho tuyết yến nở mềm. Tiếp theo là nhựa đào, cũng là một trong những nguyên liệu mình cần phải ngâm trước khi nấu từ 5 cho tới 6 tiếng. Mình cũng sẽ cho ra một cái bát thật lớn và đổ nhiều nước vào để cho nhựa đào nở ra nhé. Phần tuyết yến sau khi mình ngâm được 4 tiếng rồi, lúc này mọi người có thể thấy tuyết yến đã nở ra rất là nhiều rồi và nhựa đào thì cũng đã nở mềm ra. Bây giờ mình sẽ ngâm những cái nguyên liệu tiếp theo, đó là nấm tuyết và bồ mễ, hạt sen. Những nguyên liệu này thì mình sẽ ngâm 1 tiếng trước khi mình nấu. Hạt sen sau khi đã ngâm được 1 tiếng thì mình sẽ đem rửa sạch, sau đó cho vào nồi, đổ nước vào và đem đi ninh chín. Nấu cho hạt sen chín mềm thì sẽ vớt hạt sen ra nhé. Nhựa đào thì mình sẽ đem đổ ra và rửa sạch để cho ráo. Bây giờ mình sẽ đi ngâm đông trùng hạ thảo. Tiếp theo mình sẽ cho táo đỏ, táo lát và long nhãn vào trong một cái tô lớn, sau đó thì đổ nước vào. Những nguyên liệu này thì mình sẽ chỉ cần ngâm sơ qua để rửa cho hết bụi bẩn là được, rồi sẽ đổ ra để cho ráo nước. Sau khi mình ngâm nấm tuyết được 1 tiếng thì nấm đã nở mềm ra. Bây giờ mình sẽ lấy kéo và cắt nhỏ phần nấm tuyết này ra nhé. Sau đó mình sẽ bắc nồi lên bếp và cho vào 3,5 lít nước. Cho vào 200g đường phèn và vài cái lá cơm nếp để cho chè thơm hơn. Các bạn muốn ăn món chè này ngọt đậm hơn thì có thể cho thêm đường. Sau đó đun sôi nồi nước thì mình sẽ cho hạt sen vào để ninh trước. Đun sôi khoảng tầm 5 phút thì mình sẽ cho táo đỏ, táo lát và long nhãn vào. Tiếp theo cho thêm bồ mễ. Giờ mình sẽ để nồi chè sôi ở lửa nhỏ đều khoảng tầm 10 phút để cho vị ngọt từ long nhãn hay táo đỏ có thể thúc ra. Sau đó thì mình sẽ cho thêm nhựa đào vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho nấm tuyết. Trong quá trình nấu thì sẽ có những cái bọt từ táo thì các bạn có thể hớt bỏ bọt đi để cho nồi chè trong hơn. Đây là hạt kỷ tử và đông trùng hạ thảo. Hai loại nguyên liệu này thì mình ngâm sơ qua, sau đó đông trùng hạ thảo mình cắt ngắn ra và cũng sẽ cho vào nồi chè luôn. Nguyên liệu cuối cùng đó là tuyết yến. Tuyết yến mình ngâm đã nở mềm và kéo sợi rồi. Mình sẽ đổ ra để cho ráo nước và rửa sơ qua cho hết những cái bụi bẩn. Sau đó thì sẽ đổ tuyết yến vào trong nồi chè. Rồi mình sẽ để lửa nhỏ và đun cho nồi chè sôi thêm khoảng tầm 3 phút nữa thì tắt bếp đi. Tắt bếp bắc nồi chè ra thì mình sẽ cho thêm hạt chia vào. Và như vậy là mình đã hoàn thiện xong nồi chè dưỡng nhan với 12 vị thảo dược rất là ngon rồi. Đối với món chè này thì mọi người có thể ăn khi nóng hoặc là để vào tủ để mình ăn lạnh. Nếu muốn ăn nóng thì mọi người có thể chờ nguội bớt và múc ra bát mình thưởng thức. Còn muốn ăn lạnh thì mọi người có thể rót vào trong những cái chai, sau đó mình cho vào trong tủ để cho món chè lạnh mình ăn cũng sẽ rất là ngon. Món chè với vị ngọt thanh mát từ đường phèn và các loại thảo mộc như táo, long nhãn và vị bùi bùi của hạt sen kết hợp cùng vị giòn sật sật từ nấm tuyết. Các bạn hãy nấu ngay một nồi chè để thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.